Machine cắt này cắt sầm nở cả rong chả chả và đặt từ chi và thổ thiện đá ống không mùi máu ai phật bàn rồi hồ tự đó pi rồi kg. Súp chân cạ Volcano, franchise mà họ bà há trên bộ kế nơi Campuchia. Bởi vì tổ môn cứ khi mà anh thơ bì mà xin cài chân này cả xong nó thong plastic khi anh thay miệng bông phổ ôn dương chạp bà chỉ tràn đã hát thay nơi khăn ông bà tây Campuchia dương cư xong bộ tại đó cả xong nó thong plastic tràn bình tên hai bà xong bà dương ai cài chân này việc bán cư dương ách bông can bà chân nó dương ách đỏ các ca nghi tại đó bông phổ ôn bà chì bà rốt không ai dương hay dương chui đó bà thay thay thịt phổ khi anh đang cứ khi nhầm nâng lực dụng mà xin cài chân này đôi khí nít vẫn tái chi mà xin cài chân này bập hệ cà rong chá chá vì bố thay nơi khăn ông bà tây Campuchia dương cư xong bộ đôi khí nít cà rong chá chá hay bị bông bông chỉ chả ra đại đăng thà ta cả rong chả chả nước ai cái chân này thôi chỉ ấy bán này càng tập vì dương dục tập đặt trao hay nâng tục ai câu chào chẳng hay nhưng mà khánh tha cứ chỉ ở các môi sản phẩm bông bông đại ai bông cá đã chỉ vật cam cái chân này bán mình đây tha dương ai cái chân này được bỏ để dương tay để tục chào nước bông cá tới chỉ ai chỉ vật cam muối đại bắt đầu ở các cá nghĩ cái đôi chỉ ai bông cá tới chỉ vật thổ thiệt đáp hay ai nôm chân tại căn tiếp sau anh đã chỉ phong đại vì bố tha bộc hết vật thổ thiệt đáp để dương phật tránh đôi bông bông ăn à crop lật nắng cứ chi vật thổ thiệt đam này kia dùng từ cái chân này thưa từ chi cả ấy cho kéo cho chán cho nâng bắp 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 để dùng bắp 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 thằng ngày để lật chính bị cho cứ kê dùng vật thổ thiệt đam crop nâng ấy từ thưa cả rụng lý hay lật từ chi bắp 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 cha mà xin đại bóng ông của bông tại khởi này cứ vì mình không play pin mà xin đại nhóm bàn dạy cả vì đầu muốn này cứ việc được nỉ còn ta tha vì mình lại đang nghĩ rú cứ bóng ông ai vào mẫu tình cả sầm nò cả rong cha cha nắng pi chai rồi còn mẫu tinh là tam phun máu dừng dọc từng vài nơi khăn ông mà xin sầm át còn tập bị vài hai dương hà bị sụt tập bị hai bị sụt hai cứ dừng dọc mà đạn nơi khăn mà xin nỉ hai mà xin nó cứ bị miên tu nên ti đầm bay thôi ca rụm liy xả thịt cả rồng nắng á ở khai tới chỉ là bài mùi chẳng là bài đang cứ miên dương mơ tầm một phép bia biểu đôi chỉ score chẳng á hay vậy tự ô tô chết đấy đi bóng phun tay vô cả rồng rồi có thong plastic tự đốt nơi khăn ông phơi dương ai tự tu ban là bài mùi để viết sát chẳng anh mà xin cứ đôi khi và tập bị kẹ rụng liệt cả rong cha cha thằng ăn hái cứ ban chân chia là bài và tập máu cứ khi cho tới đậm nặng can tiền phí là bài đang cứ bị chân chia sờ sai chma để bông bông mang khởi chân chân sờ sai chma đang cứ vì tới trong cắt bộ quan mới tiệt cứ tới trầm tật vì bộ than nó về đại dương đã rụng liệt cứ là bài đang cứ bị cái đài chân nó về đại kẹ rụng nơi khăn ông bông ở chân chia sai chma cứ cái tới trầm tật đồng bài ai là bài đang bị chập làm rừng chân nó về đại rừng cứ cái chỗ đó vệ thì bấy cứ cái chỗ đó cái lạnh cắt rồi chẳng cái cắt ở crop là tới cứ à crop là để bông bông cùng bông tay khơi nâng hai cứ chi vật thổ thiệt đam đó sầm khán để kê dọc tới cái chân này là tới chi là bỏ pra pra vịnh chẳng bên đây tha view vừa chùm chẳng còn biên ấy khá để dần bày dương pra pra cà rong rư cơ thong plastic để dương lên pra cả bàn hai dương ai lụa tất căn ếch trái hay ếch trái nâng cứ lụa bằng tôi tới cái lạnh rung chạy cái chân này tiết chẳng rộng bọn nâng cứ vừa cho vừa làng chắc vì ở sơ bác bỏ đọc bạc than đôi đầy dương thuộc tại đọc trao rực tục trao đôi ca lực môn tể chà xâm rạp bất thiên bọt này ca cái chân này cà rong chá chá hay phần lập tờ chi và thô thể đáng cực khi miền tài và phần lý tế hay sân khâm tha vì chi bị dạy môi xâm rạp bóng bốn hay mũi tiền sân bóng bốn và còn chi chắc ngon nơi đồng lại dây thả ta tờ dương từ chụm này đam tôn phẩm án tự dương ách tình mà xin mùi mì bàn xâm rạp chụm ngon đi đá cực khi nhầm chi dương sẵn chi điêu rộng bằng thèm chân bất bạc khi rộng bác khi nhầm thơ vì ông mùi tiệt chuột bông ổn hay sầm rạp bông ổn để ở đằng thay trong ruột xí ấy hay ai chui tại đó sọc mai dựng ban hay mùi bình tiệt bị chèo cá tiệp xa đờ lõ bông ổn ai bị chèn là mưa rồi bốn mùi địa bàn bị bồ tha cả bị nhâm thua bị tàu muốn cứ miên hàng rong chả phải là xong phải để cho á nực hàng ở Thái hay nực hàng Việt Nam cứ kê tiệt tồn mà xua rồi cứ kê tại cá tinh acrop là đại dương phải là chính nâng cứ tràn bình tèn hay bây giờ bây dương ai phải là bán cứ ở cá tiệp xa có cố hai cách mình thôi sầm rạp nực rong tế dương phong đài. Chà, ok con. Trong video tặng ơn, bộ dương thua lãng đồng bài ảnh à của Campuchia. Xong tư subscribe đồng bài tổ tụ bằng cầm lực ảnh chi và cảm thamay thamay môn kỳ. Biz Advisor គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមានភាពឆ្លាតវៃ
ពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយពួកយើងបានជួយអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាង200ក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យពួកយើងគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលបានជួយជំរុញអាជីវកម្មទាំងនោះឲ្យឈានដល់គោលដៅដោយបានកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនិងផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញនូវការគ្រប់គ្រងមួយដ៏ងាយស្រួលនិងប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់មូលហេតុទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ BZ Advisor ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណភាពនាំមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលនៅពីក្រោយលទ្ធផលល្អនេះគឺអ្នកជំនាញរបស់យើងដែលមានដូចជា Business Analyst Developer Project Coordinator Quality Control ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្រុមការងារដ៏ពូកែរបស់យើងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ BZ Advisor បានផ្ដល់ដំណោះស្រាយដែលមានគុណភាពប្រកបដោយភាពជឿជាក់យើងបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់ពីតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មនីមួយៗដែលនាំកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់លទ្ធផលល្អចំគោលដៅជូនទៅលោកអ្នកកម្មវិធីទាំងអស់នេះនឹងជួយឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅមុខបានយ៉ាងរលូនដែលនៅក្នុងនោះយើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីគ្រប់គ្រងជាច្រើនប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់អាជីវកម្មដែលពួកយើងបានជួយកន្លងមកមានទាំងអាជីវកម្មខ្នាតតូចរហូតដល់សហគ្រាសធុនធំជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងគ្នាបទពិសោធន៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះធ្វើឲ្យពួកយើងអាចយល់ពីដំណើរការអាជីវកម្មនិងបញ្ហារបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅពួកយើងនឹងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់លោកអ្នកដោយការលុបបំបាត់បញ្ហានានាដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេបង្អស់ទំនុកចិត្តនៃសេវាកម្មដែលអ្នកនឹងទទួលបានពី BZ Advisor គឺពេលវេលាច្បាស់លាស់ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ហើយនឹងត្រូវចំគោលដៅជាមួយនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយអាចបត់បែនបានគ្រប់ស្ថានភាពនៅពេលដែលមានតម្រូវការអ្វីមួយតើអ្នកនៅរងចាំអ្វីទៀតចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យសូមតាក់ទងពួកយើងនៅពេលនេះ BZ Advisor Simplify Your Business